Phát biểu tại phiên họp, Tổng Giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano cho biết Iran chỉ thực hiện được 3 trong 5 bước minh bạch hóa chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Vì vậy, để giải quyết mọi vấn đề còn tồn tại, theo ông, Iran phải khẩn trương thực hiện các cam kết đã đưa ra. Tổng Giám đốc IAEA cũng cho biết thêm, hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận đầu tiên về các bước đi tiếp theo, song không cung cấp thêm chi tiết. IAEA cũng yêu cầu Iran đề xuất các giải pháp để thúc đẩy tiến trình điều tra. Trước đó, vòng đàm phán mới nhất giữa Iran và ba cường quốc châu Âu là Đức, Anh và Pháp diễn ra tại Viên, Áo ngày 11 tháng 9 vừa qua đã không đạt được tiến triển đáng kể. Dự kiến, vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và nhóm P5+1 bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức sẽ diễn ra trước phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 18 tháng 9 tới. Nội dung đàm phán tập trung vào việc bảo đảm thực thi các điều khoản đưa ra trong thỏa thuận sơ bộ như Iran sẽ phải thu hẹp quy mô chương trình hạt nhân để đổi lại việc được các nước phương Tây dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào nước này.